Rồi, chào mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh của miền Tây đó anh em nha. Chúc mọi người ngày mới nhiều sức khỏe nha. Hôm nay tiếp tục ra xong mình chạy cá tiếp rồi. Nãy mới vừa chạy phát nguyên một bầy cá lên non luôn mọi người. Quá đã luôn. Cũng hiếp thì chứ. Bắn chạy luôn mà. Rồi lên quay cho mọi người xem nha. Thấy mà mê luôn á. Đó, mọi người coi. Qua tài khủng nguyên một bầy luôn, hết sức thiệt chứ. Quá đã luôn. Cất ký với mọi người. Hết hồng chưa? Kìa kìa, tội ơi, nguyên bầy nữa kìa. Đó. Ôi ôi, cá lên ụp mọi người ơi. Ngay chỗ đám lục bình nó đang cao xuống á. Ủa nó ụp. Bầy luôn đã hay chứ. Để anh Vũ anh bắt ra mọi người ơi. Lấy cái vỏ về sao? Quên tại. Ủa, đủ mấy nào lên chùa nha mọi người. Quá tài khủng. Chạy lên cầu nó hỏm cá sát này có linh đã chưa mọi người. Nó học cá quá sướng luôn mà. Cá linh này là hay luôn mọi người. Còn thật dữ lắm mọi người. Nhưng mà nó bay ra nữa đó. Chết chưa. Đây. Chạy một phát là đủ ăn rồi. Rồi luôn. Đủ khủ luôn nha mọi người. Nào mấy chứ. Phát một cái ký ngoài. Rồi, đến lượm tiếp cho nha. Bệnh ăn nhiều quá mọi người. Nào có căng về tiếp mọi người xem nha. Mọi người đang tiếp phát nữa nha. Cá ập nhau luôn mọi người. Trời dưới cùng lục bình nè. Giờ hôm nay có cá tiếp nha. Này gỡ ra cũng được bọn mọi người. Đây, quay cho mọi người xem nha. Quá tài luôn mọi người. Hết hồng, nguyên bầy luôn. Rồi, khu phát này nha. Có con gì đây? Này ập quá tài luôn nó. Đó, ôi cá đường hồng bị chán luôn. Có cá đường hồng mọi người. Ngồi ngồi. Ủa không bự. Nhỏ mọi người. To quá trời học xài luôn. Cái ta mà. Ờ cái ta con quá trời luôn. Học xài cái ta tùm lum. Cái này giống cái gì? Vậy. Nguyên một đống luôn mọi người. Xài không. Nước cạn queo luôn nè đấy nè. Đó, đây con cá đưa hồng là bự à. Lấy khùng vô đứng. Quá tài lục bình. Quay. Đây. Đây. Hai tấn nó bự không vậy? Nhỏ mấy cái ta con rồi lên vũ ra thôi. Quá tài lục bình. Bình quá tài lục bình luôn mọi người. Nó tài chỉ mưa nữa nha. Nắng mà có đen nữa mọi người. Cá ập chỉ đó quá tài luôn. Nhìn đang đợi chạy phát nữa nha mọi người. Nhìn đang phát có cá tiếp nha.
à, bé chạy ngoài tao không? Ở trong đó, trong đó có cái cây á. Rồi tiếp tục phát nữa nha mọi người. Rồi có tùng mọi người, kéo nhẹ nhẹ cái chạy đó dễ hỏng lắm á. Có cá bự mọi người, có tùng bự rồi, quá ngon rồi. Ta lý nha, dây nó vô túi rồi. Hả? Nó đi qua hỏng ở dưới đất vậy. Vui hàng nha mọi người. Đi tung đây. Vui lên sẽ biết. Đó, cái lên đập nữa. Tài cái nhỏ xíu mà. Tung mạnh lắm mà. Con cá rô phi với mấy cá linh nhỏ nhỏ không mọi người. Thì hả? Để nó ra rồi. Ở dưới cái cậy đó nó ra. Tung mạnh lắm. Cũng được 3 con rồi. Nó có cá bự lắm mà. Tôi không thấy. Rồi mình tiếp tục nha. Rồi mình hôi tiếp phát nữa nha mọi người. Giống phát này có cá tiếp nha. Ồ cá là kìa, ngay chỗ con bậm ở dưới xíu là tụi nó ập quá tại cái linh luôn mọi người. Hết hồng hay chứ. Nó có cá linh nha. Một con rồi đó. Hai ba con luôn. Ghét không? Hai ba con gì mọi người. Còn nhiều xài không nha. Tán ấp quá tài tán. Khi lên tán chạy mọi người. Nào. Cá chép. Được một con cá chép nữa mà mọi người. Rồi, tiếp tục nha. Mọi người, này nó mới chạy được ba con cá sát nha. Mình xuống tới bãi tiếp tục dưới này nha mọi người. Bình quá tà luôn, không có chỗ mà chạy luôn mọi người. Bàn thấy sắc to to á. Hồ nước lớn á, nó chạy. Chứ anh ta đâu còn cái xà lan nữa đâu mà ở. Ba con nha mọi người, mập mập quá. Dưới con cá bằng tầm. Không, dính đừng con cá bằng tầm. Đó nha mọi người, ba con. Ba con cá sát. Rồi nên gỡ ra hơi nhiều người. Rồi cá nuôi tiếp người xem nha. Rồi tiếp phát nữa nha mọi người. Thấy được con cá đưa hồng con rồi đó. Mới còn con gì đây. Có cá sát ở đây. Ui dưới nhanh chà mọi người. Nhanh chà. Rồi con cái này hồng con xíu à. Rồi tiếp tục thôi nha mọi người. Mình cũng về tới bãi nhà nha. Lục bình quá tài quá đất luôn nè mọi người. Hết hồng lục bình này chứ. Thành quả thì cũng được mới cái linh non không mọi người. Đây quá mình đây. Đó đi máy linh non. Mấy cái tài nhỏ nhỏ mọi người. Bình thì khủng khiếp. Rồi chuẩn bị lên thôi mọi người. Ba dục mưa mẹ. Ừ hả đi. Rồi mọi người, mình cũng sẽ kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp mọi người tại video sau nha. Mọi người xem video với hay nhớ đăng ký like chia sẻ bên này mình nha. Mong mọi người ủng hộ nha. Bye bye mọi người.